chữ đỏ. Ca chữ đỏ chỉ tu tơ bản đai một pi pành hà nam mũi không chấm nám pành hà tẹt bấy sầm ran bản đai đai bằng bao đỏ cồn video này nâng bằng hai pi vị thi vị đầm lái nâng cao chia ba nơi pành hà tẹt bấy đôi chia li đỏ ca stek gặp pin tự đỏ nâng cao bằng co rô không đỏ đó đại pin tự đòi tự đó chan khăn pe nông thưa ở miền pành hà liệt đó chỉ rơi rơi pành hà này cả làng nộp pe tự đó phải đam chánh lược đậm bồn cứ pì pì rư bay thằng ấy cày sầm ra cả này ní có ai cả làng đái bảo sân chỉ ca bẩm bảo đó thì ruộng mận man nhận ngọc cục cón rư đã thì ruộng ấp tơ nông đó mận man lò nâng đại xa thì ruộng bao tự đó mận ở đó tiếng pì tăng nén khăn hai rừng đậm bồn cho sang cây thạt tá thì ruộng đập ấp từ nặng đó bàn lọ hai rồi này và ấp tiền ruộng mình bàn lọ té chối chui mình đai ở riêng đặt tiền ruộng ấp từ nặng đó hỏi bàn lọ bàn toa móc chối bên chui mình đai ông pi bị thi cắt bàn thoi ca liệt đó kháng cáo cứ chia ca nai non tiếng bầm mũi chậm nổi tim mũi nếu muốn pe bầm bao đó côn bàn tách mình đai ai xong đó chìm mũi cần nạp sát sớm hai cái đai ổn ổn rồi dẹp pe pi rưỡi bay nửa tí đầm bay sầm ruộng lùm hố tự đó ទី 2 ឆ្លីដោះថ្នមថ្នមក៏អាចជួយបានដែរគឺយកម្រាមដៃឆ្លីជារង្វង់ជុំវិញដោះទី 3 ម្ដាយអាចច្របាច់ទឹកដោះចេញបន្តិចដោយដៃដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្អឹបទីរក់ទៅនឹងដោះទី 4 ម្ដាយគួរបំបើកដោះញឹកញាប់យ៉ាងតិចរៀងរាល់ 1 ឬ 2 ម៉ោងម្ដង cua bằng bao đo mặt hàng ở Austin muốn nâng đô tơ mặt hàng tiền ti pram đô sát thanh phim ti tăng bằng bao tiền ruộng xa chỉ thay mấy đảm bay bằng bao tật đo ở off vì hôm nay tiền off này đo trong cày mà nay ai chợ bạch tật đo chơi như rồi hồ đo đo làng tuần sườn cày pi bằng bao cồn ruồi liệt đo đại kê mình ban chợ bạch tật đo chánh ai đang khai rồi sống gần nát rất chạy lực đo tiếng pi rồi dạy pê vì pram tự đập nửa tí nâng chui bần thoi ca chui chặt bần toa pi bần báo con ruồi ca xe gặp bình tự đo nâng thơ vừa ai nẹ miên à râm đôi chi miên đông mùi rừng tăng khăn ông phân hại mùi này đo mặt đai nâng lên cửa khăn áo hai xua khuôn chỉ thoa mặt đà rào ca ní ai ca là bê tự đo hô mình màn lò ủ tì hó bạn đã ấp tiền ruộng mận man lõ rư sòng cọt đó không nông pe bầm bầu sòng kết ca bầm bầu đó rộp bầm mật đái hái chuối đã ấp mọt tiền ruộng tư nâng đó ở bàn chờ ba trăm bạch tiền ruộng tư trên trụ đó ở bàn lõ đang bay ở tật đỏ hồ miến ca nai non buôn chầm nách đôi khang cào đang bay bần thu ca ste cropping tật đỏ ti mùi nay non mà đai ai bẩm bài đọc cồn nhợt nhó cứ riêng rót mũi từ pi màu mà đón nâng rót pe cồn kliền nay non niêng ai bẩm bài đọc đại trừ mồn bà niêng mình ai bẩm bài cồn bán sầm khăn tra u sa chợ bạch tự đọc chèn tiếp pì cas om đọc đại trừ chỉ mũi cờ nạp sớm đại ổn ổn muốn pe bẩm bài ai chui sầm ru lùm hô tự đọc tiếp bảy tí ruộng bơ tự đo chánh không pe đài mà đài chui sang cọt nở lửa đỏ khả năng pe tí ruộng cầm bông bạc đó nai non mà đài ai sang cọt đó thon trăng cần lại đài xe trong cày đầm bay bầm bát cá xe niêng ai pram riêng đài chỉ đo nú chỉ riêng rung vong chập bị kẹt tới cả bạc đó không pe bầm bạc cồn cá xe đó nâng thu sợ bà ấy cơ rơi bì bầm bào bàn lò bì bì rư bầy đòn hai viên nâng bắt khăn nông rì dẹp bê mũi rư bì thang ngay bằng tọt bà niêng mình dốc chất tục đạn nâng ca xe cơ pinh tực đọc tế vì ai vì vọt tờ rô ca bằng cò rộp đông nụ nâng lan cơ hóm cắt đáy hà âm hai chữ niêng nâng mình xua khuôn chỉ rơi rơi cơn cắt đáy bà niêng miên đông hà âm chư khlang pro hai chỉ áp sai hai trâu ao pet chùm niêng chọc bằng hô tụ chênh
ការថែទាំការបង្ករោគក្នុងដោះត្រូវប្រកាសថាផ្អឹបទីរុកទៅនឹងដោះបានជ្រៅបន្ទាប់មកអនុវត្តតាមជំហានទាំង4សម្រាប់ការស្ទះក្រពេញទឹកដោះទី1ត្រូវបំបៅញឹកញាប់ដោយចាប់ផ្ដើមបំបៅដោះដែលឈឺមុនហើយទឹកដោះនោះនៅតែមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទីរុកទី2សំជាមួយក្រណាត់សើមក្តៅអ៊ុនៗទី3សង្កត់ដោះថ្នមថ្នម ចុងក្រោយឃ្លីដោះថ្នមថ្នមចូលចងចាំថាកន្លែងនោះមានសភាពតឹងប៉ះទៅឈឺករណីបង្ករោគក្នុងដោះទឹកដោះគ្មានការឆ្លងរោគទេគឺជាលិកាដោះបណ្ដោះដែលមានការបង្ករោគទឹកដោះនៅតែល្អសម្រាប់ទីរក់នាងត្រូវបន្តបង្ហូរទឹកដោះចេញពីដោះដែលបង្ករោគនោះដោយបំបៅដោះទីរក់ឬច្របាច់ទឹកដោះចេញញឹកញាប់ បាទម្ដាយមានផ្ទុកមេរោគអេដនាងគួរបំបៅកូនជាមួយដោះដែលមិនឈឺពោលគឺមិនគួរបំបៅជាមួយដោះដែលមានការបង្ករោគនោះទេនាងអាចច្របាច់ទឹកដោះចោលពីដោះដែលមានការបង្ករោគរហូតដល់នាងបាត់គ្រុនក្តៅបន្ទាប់មកទីរុអាចបៅដោះទាំងសងខាងវិញផ្ដល់ដល់ម្ដាយនៅអង់ទីយូទិចដូចជាឌីក្លុកសាស៊ីលីន នាងអាចលេបថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលបំបាត់ការឈឺចាប់និងគ្រុនក្តៅណែនាំនាងឲ្យត្រឡប់មកវិញបើមិនបានធូរស្រាលក្រោយពីព្យាបាលមួយថ្ងៃបើនាងមានការបង្ករោគក្នុងដោះនាងនឹងមិនស្រួលខ្លួនហើយឈឺនាងមិនគួរធ្វើការងារទេនាងគួរសម្រាកនៅលើគ្រែផឹកទឹកឲ្យបានច្រើននិងរក្សាកូននៅជាមួយនាងដើម្បីបំបៅដោះញឹកញាប់ចូលចងចាំ ពេលលះដោះដោះទាំងពីរឡើងតឹងណែនហើយរឹងដុំណែននៅលើដោះម្ខាងទំនងជាស្ទះក្រពេញទឹកដោះបើបូករួមជាមួយនាងមិនស្រួលខ្លួននាងទំនងជាមានការបង្ករោគក្នុងដោះសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់ត្រូវប្រាកដថាដាក់ទីរក់ផ្អឹបបានល្អនិងបន្តបំបៅដោះកូនឬច្របាច់ទឹកដោះចេញរាល់មួយទៅពីរម៉ោងម្ដង